để con làm mấy cây Nguyễn Huy Đốc mình không ăn cuộc sống mà không ăn. Đây hôm nay vợ chồng mình ăn chặt đá các bạn. Đây có bánh trôi nước mình đi đám về các bạn. Rồi với thêm xôi nữa. Rồi có bánh tráng nữa nè các bạn. Bánh tráng trộn nữa nè. Có xoài, có rau răm. Rồi đây có hột gà nướng nữa các bạn. Đây là có rau răm ăn đã hết sảy luôn. Mời các bạn ăn cùng hai chồng nhé các bạn. Đi. Thì dạ mình nặng mua tắt thấy có mỗi cái bột muối để một bên đừng trộn vô nha, em không thích trộn đó. Chia muối à, muối phải chia vậy đó hả vậy? Em ăn nhiều lắm. Ừ. Rồi ăn dạ. Bây giờ đó. Nói vừa.
Một trắng thôi. Màu xanh. Nó là màu mà.
Ấm miếng xôi đấy kìa. Nè, miếng xôi đấy. Thôi xin chào các bạn nhé. Hẹn lại các bạn những video theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm chương trình của mình. Nếu thích đăng ký kênh ủng hộ nhé các bạn. Nguyên nhìn chào các bạn. Ok. Chính kìa. 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 Chính kìa